Trước diễn biến của COVID-19 ngày càng phức tạp, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7-8 năm 2021. Theo đó, Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã triển khai chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và tháng 8 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả. Qua đó, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, tránh tập trung đông người, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, bảo đảm an toàn trong mùa dịch. Theo ghi nhận của phóng viên tại các chi nhánh bưu cục, đặc biệt là các điểm thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc công tác 5K và vệ sinh dịch tễ, đồng thời trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt tại các điểm giao dịch và yêu cầu nhân viên bưu điện thực hiện tốt khuyến nghị của Bộ Y tế về phòng chống dịch tại nơi làm việc. Tổ chức đo thân nhiệt hàng ngày, tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để trao đổi việc, tuân thủ quy định về cung cấp thông tin, khai báo y tế. Theo tôi nhận xét thì tôi thấy là bây giờ là cái bưu điện tổ chức như thế này là quá hợp lý. Giãn cách nó đã có đầy đủ, thực hiện đủ 5K, điều đó là rất quý. Tất cả mọi người mà đều thực hiện giống như thế này thì là chúng ta sẽ đẩy lùi được cái dịch. Do làm việc và di chuyển, tiếp xúc nhiều người trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát nên nhân viên bưu điện luôn đối diện với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm với công việc, đa phần cán bộ nhân viên vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ở đây thì bưu điện phố mỗi tháng là chi trả 133.000 đối tượng, thì cái số lượng rất là lớn, đo thân nhiệt, rồi sát khuẩn tay, mời vào theo thứ tự. Và trước cái tình hình dịch bệnh phức tạp thì bưu điện phố cũng có một cái mong muốn là được tiêm phòng cho toàn thể người lao động, bởi vì không những bảo vệ sức khỏe cho người lao động của bưu điện phố mà còn bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tất cả các cái tầng lớp của người dân. Với những giải pháp cụ thể mang tính chủ động hiệu quả, kết hợp với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên bưu điện và người được thụ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội và người dân khi đến giao dịch sẽ góp phần cùng thành phố sớm ngăn chặn được COVID-19.